kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của chúng tôi. Thưa quý vị, phương pháp mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách Dr. Lương lần đầu tiên áp dụng vào năm 2003. Đến nay đã có hơn 300 bác sĩ nước ngoài tới Bệnh viện Nội tiết Trung ương để học tập kỹ thuật mổ này. Khi được trực tiếp chứng kiến các ca mổ do bác sĩ Trần Ngọc Lương thực hiện, các bác sĩ nước ngoài đã bất ngờ về trình độ chuyên môn cũng như là về điều kiện trang thiết bị ở Việt Nam rất đầy đủ và hiện đại. Ngày 12 tháng 4, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thông tin, thời gian qua có 3 học viên là các bác sĩ, chuyên gia người nước ngoài đến từ các nước Azerbaijan và Ấn Độ đã đăng ký tham gia khóa học kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp Dr. Lương tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đó là bác sĩ Eminov Vusalatip, trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện Trung ương Bộ Nội vụ Azerbaijan và làm ca Chandra, bác sĩ phẫu thuật ung thư thuộc Bệnh viện Medicover Ấn Độ và bác sĩ Pavirasan Mugam, tư vấn viên thuộc Trung tâm Ung thư Apollo Proton của Ấn Độ các bác sĩ đã được theo dõi trực tiếp các ca mổ thị phạm cùng phó giáo sư Trần Ngọc Lương, nguyên giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương, đồng thời là cha đẻ của phương pháp nội soi tuyến giáp qua đường nách, còn được mọi người gọi là phương pháp nội soi Dr. Lương. Bác sĩ Pavitra Sanmugam cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến Việt Nam và bất ngờ về trình độ chuyên môn cũng như trang thiết bị hiện đại của y tế Việt Nam. Bác sĩ Pavitra Sanmugam chia sẻ, ở Ấn Độ tôi đã có cơ hội được học phương pháp nội soi tuyến giáp Dr. Lương từ giáo sư của tôi cũng đồng thời là người từng được đào tạo từ kỹ thuật của bác sĩ Lương. Tôi cũng đã học được về quy trình này trong thời gian ngắn tại Ấn Độ, nhưng khi được tham gia khóa đào tạo trực tiếp tại bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng với sự giúp đỡ của giáo sư Lương, tiến sĩ hiệp, bác sĩ Sơn trong các buổi phẫu thuật thực tế trên bệnh nhân mắc tuyến giáp tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và giờ tôi sẵn sàng trở về nước thực hiện phương pháp Dr. Lương với những gì đã được học tại đây. Bác sĩ Eminov Vusan Latif cho hay sau khóa học về nước, bác sĩ đã áp dụng thành công phương pháp này với bệnh nhân của mình. Còn bác sĩ Valam Kathik Chandra chia sẻ kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của các bác sĩ Việt Nam có nhiều ưu điểm so với khu vực và cả trên thế giới. Vị bác sĩ này nói, điều khiến tôi ấn tượng là khi ứng dụng phương pháp này, bệnh nhân chỉ phải trả chi phí rất thấp so với các phương pháp khác. Khi được hỏi về quyết định tới Việt Nam để học kỹ thuật nội soi tuyến giáp Dr. Lương mà không phải là những kỹ thuật khác, bác sĩ Pavitra cho biết do kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp này không được thường xuyên thực hiện tại Ấn Độ, đồng thời với tính ưu Việt như chi phí thấp, thời gian phẫu thuật rút ngắn, bình phục nhanh, ít tổn thương nên chị đã quyết định dành thời gian tới Việt Nam để tham gia khóa đào tạo. Hiện kỹ thuật mổ này đã được Việt Nam chuyển giao đến nhiều nước trong khu vực và trên thế giới như Australia, Bồ Đào Nha, Singapore, Malaysia, Indonesia. Philippines, Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Trung bình mỗi ca mổ nội soi tuyến giáp chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút, an toàn và hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Phẫu thuật viên chỉ cần sử dụng dụng cụ mổ nội soi ổ bụng thông thường, không cần dụng cụ chuyên biệt. Được biết kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp Dr. Lương áp dụng mổ cho tất cả bệnh lý của tuyến giáp như bướu nhân, bacerop, ung thư tuyến giáp, có thể mổ được những bướu lớn mà không cần phải cắt bất cứ cơ cổ nào trước kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách của việt nam đã được các chuyên gia bác sĩ hàng đầu thuộc chuyên ngành phẫu thuật nội soi u bướu đánh giá cao